Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết dành cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị, khối khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh khu vực miền Bắc đã nhanh chóng suy yếu từ chiều tối ngày hôm qua. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió đã giảm xuống cấp 6. Đến đêm thì nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu tăng nhẹ. Tuy nhiên thì mưa lại có xu hướng tăng do ảnh hưởng bởi dải mây dông từ phía Tây di chuyển sang và gây mưa cho khu vực Tây Bắc cũng như là các tỉnh khu vực phía Nam của đồng bằng Bắc Bộ. Mưa do không khí lạnh cũng đã trải dài khắp các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Bình Định. Nền nhiệt trưa chiều trên khu vực này phổ biến từ 18 đến 22 độ ở các tỉnh phía Bắc, 25 đến 28 độ ở các tỉnh phía Nam. Riêng tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Không khí lạnh khuếch tán xuống các tỉnh phía Nam cũng làm giảm nhiệt ở khu vực Nam Bộ. Từ đêm qua và sáng nay thì các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết dễ chịu hơn, nền nhiệt thấp nhất về đêm giảm xuống còn 21 đến 23 độ và trời mát mẻ. Khối không khí lạnh suy yếu dần nên từ ngày mai thì mức nhiệt ngày sẽ nâng dần lên và mang lại cảm giác ấm áp hơn cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Đến ngày mùng 6, ngày mùng 7 khi mà khối khí lạnh bắt đầu suy yếu và lệch sang phía đông thì vào đêm và sáng sẽ có sương mù và mưa phùn nhỏ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Đông Bắc và ven biển. Trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 20 đến 22 độ, riêng tại Lai Châu, Điện Biên có thể đạt mức 27 đến 29 độ. Tại khu vực Trung Bộ, gió Đông Bắc kết hợp với địa hình và gây mưa cho khắp các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Mưa sẽ duy trì ở khu vực này trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6, nhưng về diện và lượng được thu hẹp dần, chỉ còn tập trung nhiều ở các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sang ngày mùng 7 thì mưa giảm hẳn, chỉ còn ở diện vài nơi, bầu trời hửng nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 25 đến 27 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 28 đến 30 độ ở các tỉnh phía Nam. Sức khuếch tán nhẹ của không khí lạnh sẽ còn góp phần làm giảm bớt nền nhiệt oi nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai. Từ ngày mùng 6 thì thời tiết ở khu vực lại quay trở lại trạng thái ít mưa ngày nắng và tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì có nắng nóng trở lại với nền nhiệt luôn cao hơn các khu vực còn lại từ 1 đến 2 độ. Tiếp theo là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mùng 5 trời nhiều mây, phổ biến ít mưa và trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 22 đến 24 độ, riêng tại Lai Châu, Điện Biên là 27 đến 29 độ. Sang đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7, trời nhiều mây và rét về đêm cũng như là về sáng nên nhiệt độ tăng dần, trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày mùng 5 trời nhiều mây, phổ biến ít mưa, trời rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Sang ngày mùng 6 và ngày mùng 7 trời nhiều mây có sương mù về đêm và sáng sớm. Các tỉnh khu vực Đông Bắc và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 21 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6, trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày mùng 5. Sau đó thì mưa giảm dần, chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, phần phía Bắc trời rét. Sang ngày mùng 7, mưa giảm hẳn, chỉ còn ở diện vài nơi, nền nhiệt tăng dần, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày mùng 5 trời nhiều mây có mưa rải rác tại phần phía Bắc khu vực, đêm và sáng trời rét. Sang đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7 mưa giảm, toàn khu vực phổ biến có mưa vài nơi trong ngày mùng 6, sau đó là phổ biến ít mưa và ngày nắng, nên nhiệt độ tăng dần, cao nhất từ 27 đến 28 độ đối với các tỉnh phía Bắc và từ 29 đến 30 độ đối với các tỉnh phía Nam. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trong ngày mùng 5, mây thay đổi có mưa ở một vài nơi, biên độ nhiệt ngày đêm từ 18 đến 30 độ, riêng tại thành phố Đà Lạt là từ 13 đến 23 độ. Sang đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nên nhiệt lại có xu hướng tăng dần với mức nhiệt cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trở vào ngày mai, mây thay đổi có mưa ở một vài nơi với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nên nhiệt lại có xu hướng tăng dần. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng xuất hiện trở lại. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mà ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ ngày mùng 6 thì vùng gió mạnh có xu hướng giảm dần về diện và cường độ, tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh suy yếu dần và nền nhiệt tại Bắc Bộ cũng tăng dần, trời ấm áp và có nắng nhẹ. Tuy nhiên thì sương mù và mưa phùn sẽ xảy ra vào đêm và sáng, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển. Còn tại khu vực Trung Bộ, từ ngày mùng 5 mưa cũng giảm dần và nền nhiệt độ tăng trở lại. Bản tin thời tiết trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.